Chúng ta cùng hoan hỉ dành một tràng pháo vỗ tay thật lớn và nồng nhiệt để trân trọng cảm ơn cũng như chúc mừng cho sự thành công trong tiết mục vừa rồi của câu lạc bộ văn nghệ thị trấn. Xin được trân trọng cảm ơn các cô rất nhiều.